Hôm nay Kangoo Food sẽ giới thiệu với các bạn một chỗ bán phá lấu bò hay là trong hẻm đường Lê Thị Tài, gần trường Cổ Loa, quận Phú Nhuận. Nay cô bán trong hẻm nhỏ thôi, đã bán được 17 đến 18 năm rồi các bạn. Cô Điệp, cô bán phá lấu này là bao nhiêu năm rồi cô Điệp? 17 năm rồi con. Chính xác là 17 năm luôn hả? Ừ. Chỉ là xưa giờ chỉ là một điểm đây thôi hả cô Điệp? Hay có dời đâu không cô Điệp? Không, vòng vòng đây thôi. Vòng chỗ này. Một phần cô Điệp bán trong bình là bao nhiêu một phần? 20.000 con. 20.000. Ừ. Là một chén như cô Điệp đang múc hả? Đúng. Thấy nó nhỏ nhưng mà nhiều lắm. Tại vì cái miếng phá lấu nó mỏng mỏng á. Có lúc mà chưa cưới nhau, chưa có quen nhau cho tới mà cưới nhau có con luôn. Con mấy tuổi rồi? Con 2 tuổi rồi. Không cần bánh mì. Cô trong này là gồm những có những cái gì trong đó hả cô Điệp? Dạ. Điệp lấy cho con coi. Con có thịt dày chứ. Thịt dày của ông cũng nhớ rồi chứ. Gần thịt dày, tổ ong. Dày là nào cô Điệp? À, cô mới gì cắt hết rồi chứ. Đây. Đây là dày. Thịt dày. Dạ. Dày này dày heo đúng không cô Điệp? Ồ con. Cái này là phá lấu bò hả? Ồ, phá lấu bò. À, phá lấu bò. Trái khế. Khế đâu rồi Điệp? Cô Điệp lấy lên cao rồi. Nè, trái khế. À. Lá mía. Mía hả? Lá mía. À, cái này là phèo. Phèo. Ừ. Cái này là khăn lông. Đông đâu cứ đi quay lại cũng coi. Cái này là khăn lông. Cô Điệp nó đặc sản của cái phèo là cái gì? Là phèo bột. Phèo non. Phèo là phèo non. Phèo có bột. Đặc sản của cô Điệp là phèo đây, không phèo có bột. Những chỗ khác không có phèo bột đâu. Đây là YouTube. Giờ này có hết tổ ong rồi mới chết chứ. Rồi. Ngon sao anh? Nước dừa. Cái nó là nước dừa. Nấu dừa, nấu là béo. Anh ăn béo rất là vừa. Cái đầu ngọt nó vừa phải, nó không có ngọt quá. Nấu nước dừa không à? Thường thường anh ăn là anh ăn không có bánh mì. Ăn không vậy? Ăn đây đâu có bánh mì. Ăn cho đã thì thôi. Nó vừa miệng anh. Anh ăn đây bao nhiêu năm rồi anh? Ăn cũng phải 2-3 năm. Từ lúc anh chị mới quen rồi mà ăn tới giờ đúng không? Chưa có quen, lúc mà bà này, bà vợ ăn không có gần ở đây. À. Học cấp 2, rồi học cấp 3 gần đây, rồi đây ăn. Ăn tới bây giờ có con rồi vẫn rồi. Anh thấy ở đây phá lấu ở đây khác cái chỗ nơi khác như thế nào anh? Cái vị nó đậm đà. Với lại ăn cái thứ nhất là mình an tâm về cái an toàn vệ sinh. Ăn mười mấy năm chưa bị gì hết. Mà ăn lần nào cũng 4-5 chén hết nên chưa bị gì hết nên cứ ăn thế thôi. Dạ. Ăn mười mấy năm rồi. Thì có nè, nãy cô có lên đem mình ra. Tại vì giá đi giờ này, nếu không nói trước nữa là tổ ong rồi cô hết rồi. Đây là quán của cô Điệp.
Hỏi người bán nó chưa có cập nhật tiếp cận với lại khách chưa nhiều nên là không có cái chỗ khô. Chứ ngoài đó là có rồi đó, ngon thì ngon, nói gì ngoài đó là à, ngoài đó rẻ hả? Cái chấm là mình tự pha không có điều hả? Mình tự pha cho nó vừa miệng, nhân phần đầy đủ á cô Điệp. Đầy đủ là gồm có gì vậy này đâu cô Điệp hả? Dày, phèo, thăng long, lăng nghĩa, khế, con tử, hương linh, hương bóng. Nhiều vậy hả? Nhiều con. Cũng nhiều món lắm. Đưa lên mạng hả? Đưa lên mạng luôn. Ở lần này là 20.000 thôi đi. Hôm nay còn thịt dày thì con có hầm miếng. Lấy chén hầm muối cho anh coi. Mấy chén. Con dậy là nghe. Gắp cho nó để nó khỏi rời ra, rồi chín quá khỏi rớt rồi. Nó dụng dụng nó ngon, đi vô để nó rớt xuống dưới cái nó rụng, nó ngon. Tiệm phá lấu của cô Điệp và các bạn ở địa chỉ 46 đường Lê Trường Tài, quận Phú Nhuận, gần trường tiểu học Cổ Loa. Đây là trường tiểu học Cổ Loa. À, dữ ha. Như thiệt, như tụi con nhìn. Một ly nước 20.000, sẵn sàng bỏ thêm 20.000 nữa để ship vô nhà để làm biến quá khỏi đi. Không thiệt mà, mua mà. Tôi bắn luôn một chiều, tôi cũng bán bên kia nữa. Đây, không gian rất là nhỏ nhưng mà rất là đông khách thôi các bạn. Đó, cô Điệp đang bán khách ngồi phía trong nhà. Phèo với có khi nó bắn phổi chứ đâu thấy chỗ khác có lấu bò cái màu nó khác rồi đi thôi. Người ta nấu khác đó này con, nhiều người ta bỏ cà ri nhiều. Mình không có bỏ nhiều cà ri. Đây là con đường Lê Trường Tài thấy các bạn.
gần trường tiểu học Cổ Loa. Phía trước trên là con đường Nguyễn Kiệm vào rẽ vào đường Lê Trọng Tài. Các bạn đi vào bên trong cuối đường Lê Trọng Tài sẽ thấy tiệm phá lấu của cô Điệp. Cô Điệp đây là nước tắc hay là nước chanh đây cô Điệp? Nước tắc con. Nước tắc. Tắc đường muối bột ngọt. Ở đây nước chấm rồi mình tự pha. Tự pha cho nó ăn. Cho vừa khẩu vị. Ừ, vừa khẩu vị. Một phần vậy là 20 ngàn thôi, thì ví dụ khách kêu 25 nữa bán thêm 25 không? Chứ. À, tới trong tiền khách có, cũng có người ăn chén 30 luôn. À. Ừ. Đầy lên.